Gương mặt vàng trong làng ẻ bậy bị bán vốn còn quay lại chửi chủ nhà. Hả? Trời. Qua đây ỉ bậy con chửi đó hả? Bắt lại chọn mày nha. Thanh niên này hay đi qua nhà hàng xóm để ỉ bậy. Tới khi bị chủ nhà phát hiện và quay lại clip mắng vốn với chủ, thì chiều hôm sau nó đứng trước cửa nhà sủa để trách móc chủ nhà. Trời, mày ngon rồi. Ê, bậy nha, không có đi vô, định vô trong kia đúng không? À, mày định vô trong chỗ đó mày ỉ đúng không? Nè, quay lấy bằng chứng nè. Trời. Ê, mày đừng có mày vào đây làm quen rồi mày cứ bắt quàng làm họ mày bị nha. Đã thế, trong lúc trách móc còn tính tìm gốc cũ để chui vào ỉ bậy tiếp như một thói quen. Chưa thấy ai mất nết mà còn mặt dày như tên này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.